Dạ vâng, xin chào các bạn. Hôm nay là mình đang có mặt tại bên chợ Bách Hóa của Hà Tiên à. Thì đây là cái chợ là được coi là đang là sum tụ nhất ở bên thành phố Hà Tiên. Thì hiện tại là mình đang đi về ban đêm. Mình mời các bạn tham quan vòng quanh về phía bên chợ nha, để chúng ta xem ha. Thì đây là mình sẽ đi vòng quanh đây, mời chúng ta xem tham quan vòng quanh xung quanh chợ ha. Thì chợ ở đây thì chúng ta nhìn thấy là hôm nay là ngày Tết, thì cũng có vẻ là cũng do là chợ đêm dời qua bên phía bên chợ đêm mới á, thì lúc đó là bên chợ Hà Tiên có thể là một phần cũng hơi vắng một phần. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng quanh chợ để mời chúng ta xem. Nhiều bạn ở xa tới chúng ta có thể tham quan được cái xung quanh chợ có những gì trên đây nha. Nếu như buổi tối rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vòng quanh chợ nha, mời chúng ta xem. Đó, mời chúng ta xem coi là chợ đêm có gì ha. Đây là chợ Hà Tiên, chợ Bách Hóa tổng hợp ha, chợ Hà Tiên. Ở đây là cũng có về khô mực nè. Đó, chúng ta xem đây. Bán mực, nên chúng ta đi tham quan chúng ta có thể đến đây mua khô mực. Nhưng theo mình được biết thì chúng ta nhớ là những cái giá chúng ta nên hỏi, và cân thì phải coi đúng ký hay không ha. Có những quà lưu niệm nữa các bạn. Hôm nay mình sẽ đảo quanh một vòng chợ của Hà Tiên, Kiên Giang, thành phố Hà Tiên ha. Dọc bên đây thì sẽ có bán về quần áo, rồi quà lưu niệm cũng khá là nhiều. Đây là những khách du lịch có thể họ đi tham quan và chơi. Đó, có những đồ chơi ha, đồ chơi của trẻ em.
Đây, mời chúng ta tham quan một vòng nha. Đảo quanh một vòng của chợ Bách Hóa Hà Tiên ha. Đó, khách sạn đây. Đảo quanh một vòng thôi. Đây, cặp bên đây là bên cầu Tô Châu nè, phía trước chúng ta nhìn thấy là cầu Tô Châu, ngay cả là cửa biển nha, cửa biển. Vòng đây là nhà hàng Cánh Buồm Hà Tiên. Rồi tới đây, tới nhà hàng này chúng ta cũng quay lại rồi. Rồi quay lại đi. Dọc bên đây là sẽ có về như là khách sạn nha. Các bạn đi bãi xe, xe là khách du lịch ta đậu xe ở đây để vào trong chợ nè. Đây, đây ha. Nay là dịp Tết á, thì cũng có đèn về cũng trang trí cũng khá đẹp các bạn. Đây là ở Hà Tiên, Kiên Giang ha, thành phố Hà Tiên. Đây, chỗ lễ bắt đầu chúng ta view ở đây. Pháo đài đây vậy? À, đây là cái vùng bên pháo đài ha. Biểu tượng của hiện tại đang là Hà Tiên ở đây. Đây, khu chợ đây. Đó. Đây là khu chợ nè. Trước đây là gọi là chợ đêm, nhưng mà sau này chợ đêm dời qua bên kia rồi. Chợ Hà Tiên thôi. Ban ngày chúng ta nhìn thấy ở đây rất là nhộn nhịp, rất là đông đúc, rất là sung tục. Ban đêm thì khách du lịch sẽ đi vòng vòng và tham quan. Đây. Ở đây là có những sạp hàng khô nè. Đó. Các chị em mà chúng ta đam mê hoặc là chúng ta ăn uống á, chúng ta có thể ghé đây nè. Đây.
Đó, hàng khô đây. Khô đây chúng ta có thể mua về làm quà Tết được nè. Hoặc là có những cái quà đi du lịch đó, chúng ta ghé đây ha. Cân đủ là được. Đó, đây là những sạp người ta có uy tín. Đó, mời các bạn vào đây. Có uy tín thì nằm ở đây thì có thể là giá cả mắc hơn xíu nhưng mà nó an toàn hơn. Rồi bây giờ mình đi tiếp tục ha. Thì cũng buôn bán đồ quà lưu niệm rồi dép thôi. Đây dép đây. Đó, đây chợ trái cây nè. Vòng quanh một đảo quanh một cái khu chợ ha. Và đây là cái nguyên một cái chợ gọi là chợ hải sản, được coi là lớn nhất ở thành phố Hà Tiên. Ban đêm thì chúng ta thấy nó điều hiu vậy thôi, nhưng ban ngày rất là tấp nập, rất là đông đúc. Chỉ bán hải sản thôi. Rau củ quả chúng ta có thể mua ở đây. Đó. Rồi, đây chợ hải sản đây các bạn. Đây là ban đêm thì chúng ta nhìn thấy nó có thể là một phần thôi, không có được nhiều người. Nhưng mà đó. Đó, chợ hải sản nha. Trên đây chúng ta nhìn thấy đây là chợ cá nè. Đó. Tên là chợ cá. Đó, hay gọi là chợ hải sản. Giờ mình sẽ view cho tút trong cho các bạn xem nha. Zoom lại. Đó. Này là buổi tối. Quang cảnh về buổi tối thôi. Tối. Thì mình nhìn thấy còn sáng nhưng mà nó giờ là trời tối rồi. 2 giờ tối rồi các bạn. Đó, tối thui à. Rồi bây giờ bên phía bên tây mặt chúng ta nhìn thấy phía bên tay trái nè. Về hướng ống quay nè. Thì đây chính là chợ rau thịt. Về bán rau và bán thịt, bán heo á. Chúng ta mua thịt heo, thịt gà sẽ nằm ở đây. Đó. Đó. Đây mình quay đúng vị trí đó nè. Toàn cảnh luôn chúng ta xem. Đó, giờ mình sẽ zoom tút vào trong cho các bạn xem. Đó, ở trong đây. Trong chợ ha. Thì buổi tối thì cũng có thể là ít người buôn bán ở đây. À, kia là có xe. Đó. Xe ban đêm nè. Khách đi du lịch người ta có thể đi tham quan. Giống y chang mình đang review vậy á. Rồi. Cặp bên đây là chúng ta nhìn thấy bờ biển nè. Cảnh cầu cũng rất là đẹp các bạn. Cầu đây. Đây các bạn nhìn thấy cầu nè. Phía trước chúng ta là cái cầu nè. Bên hông này chúng ta nhìn thấy là đây là bờ biển nha. Bờ kè đó. Bờ kè là coi như là để ra cửa biển rồi. Qua cái cầu đó là chúng ta nhìn thấy đó chính là cửa biển. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nè. Đó, chợ rau thịt đây ha. Cái này ban đêm, toàn cảnh về ban đêm. Đó, mời các bạn xem. Đây toàn cảnh về ban đêm đây. Rau thịt hay gọi là chợ đầu mối ha. Rau củ cỏ, củ quả là thịt sẽ tập trung ở đây hết. Đó. Và hiện tại là bây giờ ban đêm thì người ta vẫn còn bán nè. Tuy là bán không được nhiều nhưng mà cũng còn lấy đồ. Đó, người ta lấy đồ đây là chụp về bán nè. Đây các bạn nhìn thấy cửa chợ rau thịt đây. Đó, bây giờ mình zoom tất vào trong nè cho xem ha. Zoom lại ha.
Hôm nay người ta đang có thể là bán ít rồi nè. Rồi, giờ chúng ta đi tiếp tục nha. Ở đây nuôi yến rất là nhiều các bạn ơi. Chúng ta nghe tiếng yến không? Đây là những máy mà làm yến rồi có yến ở đây ha. Đây, bán đồ ăn ban đêm đây. Rồi bây giờ chúng ta ra ngoài. Đây là cái ra ngoài ha. Quan cảnh của chợ đây. Đây là khu chợ trái cây. Các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta mua trái cây, chúng ta mua ở đây. Vòng quanh ha. Chợ trái cây nè. Bán trái cây rất nhiều các bạn ơi. Các bạn nhớ nha, đây là sẽ có lẫn lộn là khách du lịch và khách ở đây địa phương. Thì giá thì có thể là lên xuống thất thường. Nên chúng ta làm sao đưa ra giá mà có nó phải hỏi giá trước. Sẽ an toàn hơn. Đây ha, cặp bên hông đây là cái nhà khách sạn rồi đó. Dạ. Đây là phường Pháo Đài, đi về như là vị trí gọi là chính Đằng Tiên. Hướng tiếp theo phía trước chúng ta là chuẩn bị qua tới phường Đông Hồ. Đường đây chúng ta đang đi là đường Trần Hầu. Trần Hầu ha. Đường này được coi là sung túc nhất ở thành phố Hà Tiên hiện tại. Đường chính á, trục đường chính. Bây giờ có cái khu lấn biển rồi thì sau này không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại đang là đường chính rồi. Đây chính Đằng Tiên nè các bạn. Chút xíu các bạn sẽ xem. Đây là chúng ta phía trước là chúng ta nhìn thấy là đang là biểu tượng của Hà Tiên là công viên ha, đây là công viên nè. Trước đây là cái cầu mà bắc qua bên, khi mà về bên Sài Gòn á là nó sẽ có một cái cầu đó gọi là cầu nổi. Nhưng sau này bên Hà Tiên thì mới xây ra một cái cầu đó là cầu Tô Châu. Thì Tô Châu ở đây thì chúng ta nhìn thấy đó chính là hiện tại là cầu để phát triển lên cái nền kinh tế ở thành phố Hà Tiên hiện tại. Rồi, đây là chúng ta nhìn thấy phía trước chúng ta là chính Đằng Tiên ha. Đó, thấy không? Chính Đằng Tiên. Đó. Thấy chưa? Đây mình quay cái cảnh nè, chính Đằng Tiên đây. Đây, mời các bạn xem. Có nghĩa là trên đây là sẽ có chính Đằng Tiên ở đây ha. Rồi đây là khu chính Đằng Tiên ha. Mình sẽ review một vòng quanh, mời các bạn xem. Phía trước chúng ta nhìn thấy đây là những lá cờ. Khu này khu công viên nha các bạn ơi. Công viên.
Đó, đẹp quá các bạn ơi. Khu chính Hà Tiên đó, mới xây và được coi đang là biểu tượng của Hà Tiên, biểu tượng của thành phố Hà Tiên. Và chúng ta nhìn thấy đây, ở đây thì cảm giác là cổng chào luôn. Và bắt đầu đi vô phố đi bộ nè. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy là trên phía trước chúng ta là phố đi bộ đây. Thấy không? Phố đi bộ ha. Đó, đây là phía trước là chúng ta nhìn thấy đây là cổng chào nè, phố đi bộ nè. Các bạn thấy không? Đó, phố đi bộ chúng ta đang nằm phía trước đây ha. Đó, các bạn sẽ ngắm nè, đứng trên đây chúng ta sẽ ngắm được trên gì đây, cầu Tô Châu. Cầu Tô Châu ha. Các bạn phải đứng đây, cầu Tô Châu đây. Đó, phía trước là chúng ta nhìn thấy là view của về ban đêm đây, cầu Tô Châu. Này mình đang zoom lại ha. Có thể buổi tối nó không được sắc nét lắm, nhưng mà dù sao là cũng là, đây là quang cảnh của cầu Tô Châu đó. Đây thực tế đây. Ê, đây cặp bên hông bờ kè đây các bạn. Đó, những người đang ngồi ở đây, chúng ta đang ngồi chơi nè. Đây đẹp, thấy chưa? Ở đây rất là mát các bạn ơi. Đây là mình review sơ nè, các bạn xem nè. Về phía trước chúng ta nè, đang là một cái phà. Bên kia sông là gọi là phà Thạnh Thới ha. Phà này là chúng ta nhìn thấy đi Phú Quốc nè. Đó, thì ở đây là sẽ có những cái phà mà đi Phú Quốc đây. Đây là mình đang quay trực tiếp nè. Đây, mình zoom lại cho các bạn xem ha. Đó, đây là phà đi Phú Quốc đây. Nó sẽ có những cái tàu cao tốc đi Phú Quốc. Thấy không? Đây là mình view lại nè, zoom lại nè. Đó, những tàu nè. Nếu như mà tàu cao tốc này đi nhanh thì khoảng chừng 2 tiếng mấy, 3 tiếng gì á, chừng tiếng mấy à. Nhưng mà nếu đi chậm thì chúng ta mất khoảng 4 tiếng đồng hồ mới tới. Thì những cái chiếc mà chiếc phà lớn này nè, phà lớn tốt bên kia kìa. Bên kia sông chúng ta nhìn thấy là nó đi khoảng chừng là tới 4 tiếng. Tối quá. Này ban ngày chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ luôn. Các bạn có thể đi từ Hà Tiên đi qua Phú Quốc đây vẫn được ha. Đây. Rồi bây giờ đây chúng ta thấy đây. Đó, vòng quanh đi ha. Đó, cận cảnh về bên đây là chính Hà Tiên này các bạn. Quay cận cảnh lắm ha. Đó, những nước phun lên rất là đẹp. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Rồi, chúng ta ra. Nhắc đến Hà Tiên đó, chúng ta nhìn thấy là cũng nhắc đến Hà Tiên thì chúng ta nhớ là có về như là về du lịch đi, du lịch biển thì Hà Tiên có về cái bãi biển cũng rất là đẹp, đó chính là bãi biển về Mũi Né các bạn, và đi Mũi Nai ha. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể ra ngoài đi tắm biển Mũi Nai cách đây khoảng chừng 5 cây số. Và có cửa khẩu nữa, Hà Tiên lợi thế được cái cửa khẩu
được cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Trước đây nó là cửa khẩu như là tên là Xà Xía thì phải, nhưng sau này gọi là cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ha. Và thêm cái nữa là chúng ta nhìn thấy là lợi thế về thiên nhiên, thiên nhiên ban tặng về rất nhiều luôn. Thì thật sự là chúng ta nhìn thấy là về biển như thế này đi, đó thấy không, cực kỳ lớn đó. Biển thì cực kỳ lớn nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có về những ngư dân về đánh bắt cá ở đây, tàu biển ở đây nè. Chắc chắn là chúng ta thấy là cái cảnh ở đây rất là thơ mộng, rất là đẹp. Và chúng ta có thể là đi du lịch từ đây mà đi qua tới Phú Quốc. Rồi bây giờ mời chúng ta đi tham quan ở tại đây gọi là phố đi bộ ha. Đó, phố đi bộ của thành phố Hà Tiên, Kiên Giang. Đây, mời chúng ta bắt đầu chúng ta vô nha. Rồi chúng ta sẽ đi tới. Rồi về đây chúng ta nhìn thấy chúng ta phía trước chúng ta có những chiếc xe đạp xích lô đúng không? Đó, mời chúng ta có thể là tham quan trên chiếc xe này ha. Chúng ta có thể thuê theo tiếng. Chúng ta đi chạy vòng quanh thành phố Hà Tiên. Thì Hà Tiên đây là mình đang chạy review sơ bộ thôi. Đó các bạn thấy cổng chào đây nè. Rồi đây các bạn, đây là xích lô, đây cảnh đạp xích lô nè. Tham quan vào trong khu phố đi bộ đây các bạn. Đi hóng gió mát ở đây cũng vui đúng không các bạn ơi. Xe lam nữa các bạn, xe này được cái là không có biển số. Đây phố đi bộ đây, nay là cũng cho xe chạy vào luôn. Tự do là dắt này là xe là chạy rồi. Các bạn nhìn thấy là có phun nước nè, trên phố đi bộ có phun nước nè. Đó, các bé đang vui chơi ở đây. Ba chân chưa này ba. Dạ. Ba chân chưa này ba. Xuống đây. Thôi mình đi rồi, đi luôn. Rồi đó chúng ta nhìn thấy nha, đây là bắn phun nước nha, chuẩn bị nè. Chú xíu phun nước lên nè các bạn. Đó, tình cảnh này phun nước chúng ta xem ha. Đó, phun nước rồi các bạn. Đó, đây chúng ta có thể tham quan như đây là tới những cái nơi phun nước nè. Trẻ con rất là thích. Đây là phố đi bộ ha. Thường ngày đây là cũng khá là thoáng mát. Rồi, đây là hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên ha. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống bến ghe này các bạn. Bến ghe này chúng ta xuống tham quan bến ghe, đi tham quan tàu biển ở đây ha, tàu biển Hà Tiên. Đó, tham quan tàu biển. Rồi bây giờ chúng ta xuống nè, bến ghe là tham quan đây.
kìa ha. Đó, ở đây là thành ủy của thành phố Hà Tiên nè. Thành ủy thành phố Hà Tiên nè. Ban tối đèn cũng rất là đẹp. Bây giờ đường xuống bến ghe ha. Xuống là những ô cầu. Rồi. Đó. Mời các bạn xem. Xuống bến ghe thì chúng ta thấy chúng ta chuẩn bị qua một cái cầu. Và cái cầu này được coi là cầu sắt hay các bạn. Đây. Này tối thì có thể là chúng ta nhìn thấy nó hơi tối xíu thôi. Quay cận cảnh luôn. À đây, bên hông chúng ta đang nhìn thấy những cái tàu ghe nè, người ta đậu ở đây, người ta về. Đây là dịp ăn Tết nè các bạn, các bạn xem thấy không? Đó, ghe tàu nè, rất nhiều luôn các bạn ơi. Đó, thấy chưa, cực kỳ nhiều luôn ha. Ghe tàu các bạn. Đây là bến ghe và bến tàu ha. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Rất nhiều tàu luôn. Ghe tàu. Thì những ghe tàu này người ta có thể đi ra từ 20 ngày đến 1 tháng trời. Lên đên ngoài biển ha. Đó, review hết luôn cho chúng ta xem. Rồi. Ở đây là bây giờ bến ghe bến tàu là coi như là cũng gần như là kết thúc rồi nè. Thì đây là clip mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Có thời gian rảnh mình sẽ review những clip có thể để chúng ta có được những thêm thông tin, chúng ta đỡ mất công chúng ta phải đi. Mất công chúng ta phải có nên đi hay không đi. Tiết kiệm thời gian hơn. Đó, bến ghe bến tàu nè, gần như là gần hết rồi các bạn ơi. Rồi mình xin được tạm dừng clip ở đây nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại chúng ta.